thưởng được chia đôi. Giang My 25 triệu, ST 25 triệu, không có Đinh Dương Lan Ngọc nha. Bớt dịnh vô, bớt dịnh ké này nọ. Không, em cho dịnh á, em cho dịnh á, em cho dịnh á. Mình muốn giới thiệu cho những anh em nào chưa biết đến con FK Win thì rất nhiều anh em kiếm được rất nhiều tiền từ con game FK Win này rồi. Thì anh em nào còn chưa có một cái app nào để mà trú chân á thì anh em có thể tìm hiểu tới con FK Win này nha anh em. Thì mình thấy nó con app này nó dễ chơi nè, uy tín nè và đồ họa cũng rất là đẹp, cho nên là mình để cái link ở bên dưới cho anh em nào mà muốn tìm hiểu thì anh em có thể tham khảo. Anh em chỉ cần bấm vào cái link mình để ở đó thì anh em có thể tải app này về và đăng ký tài khoản anh em. Sau khi anh em đăng ký tài khoản xong á thì anh em vào phần sự kiện á, anh em báo danh đi anh em để anh em nhận tiền này. Và anh em về cái việc mà nạp tiền đây thì ở trong phần nạp tiền nó cũng có hỗ trợ cho anh em, có thể là nạp bằng thẻ cao, Momobay, Zalobay, Viettelbay, rất là nhiều hình thức, cho nên anh em khỏi lo. Và việc đổi thưởng anh em chỉ cần nhập số tài khoản, nhập cho ngân hàng và cái số tiền anh em cần rút thì anh em có thể rút được nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách kiếm tiền từ một trong những con game ở trong này. Thì anh em có thể chơi ví dụ như là sóc dĩa nha anh em. Thì anh em chỉ cần cược thôi. Thì anh em chơi này, anh em chơi nhiều, anh em có thể để ý là cái khung giờ nào dễ ăn và khung giờ nào á. Để mình đặt để nha anh em. Đấy, mình đặt cược lại 200.000. Anh em phải biết lựa khung giờ và đoán được là nó hay ra cái gì rồi á. Thì anh em ra. Đấy, cược lẻ luôn anh em ơi. Đấy, mình vừa ăn được 200.000 đấy anh em ơi. Thì mình thấy nó cực kỳ đơn giản và cái app này nó nhẹ và mình thấy nó hay nên mình muốn giới thiệu cho anh em. Thì anh em nào chơi thì cứ việc chơi nha anh em. Còn khi mà anh em chưa rõ về app này thì anh em có thể liên hệ với mình để mình có thể hỗ trợ cho anh em nha anh em. Vậy giờ em thiếu vitamin U, anh có sẵn sàng bổ sung cho em không? Vitamin U là vitamin gì? EST không nhớ lời bài hát của Lan Ngọc thì sẽ như thế nào? Yêu ai thì cũng vậy thôi, nên yêu người đây thì ba hợp lý. Ta ra ta 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 một lời nào. Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Giống rồi đã. Người sẽ bên anh nhé, chẳng bao giờ cách xa. Người sẽ bên anh mãi. Trái tim này thì suốt kiếp mình bước tiếp, người này sẽ thành công. Nắng mưa nhuộm màu nối tiếp, lời sẽ hết dù đâu ai biết được. Nhưng mà không biết hôm nay là mấy ta ngày thường thật sự là không nghe máy sao? Đang coi phim rồi, tại vì có mua hai vé đi coi phim. Hoạt động 8 phút trước nha, không nha. Phải gọi rồi nha. Kệ gọi phải tham luôn cho thấy mặt luôn. ST. Gọi cho ST. ST mà không bắt máy mọi người à, bây giờ phải làm sao vậy? ST gọi mọi người. Hello. Hello. Gọi phải tham luôn thì phải làm cái gì rồi. Xin chào tất cả mọi người, đây là ST Sơn Thạch. Thật ra là anh đã thoát rồi, nhưng mà đây là anh tự nguyện gọi lại ST à. Anh làm tất cả vì chỉ mong được thấy em vui. Anh làm tất cả là vì nụ cười sau cùng. Rồi một ngày em sẽ thấy không ai yêu.